Trần Phượng Trân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng chí Trịnh Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin quận, đồng chí Từ Ái Khá, đội trưởng đội tuyên truyền lưu động Trung tâm Thông tin Triển lãm Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, sự hiện diện của Hoa hậu áo dài Miss Global Women 2021 Yến Nguyễn, Ủy viên Ban chấp hành Câu lạc bộ áo dài Việt Nam, đồng chí Nguyễn Trung Sĩ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận, đồng chí Trần Thị Thanh Nhàn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban dân vận Quận ủy quận Gò Vấp, đồng chí Đào Thị Mỹ Thư, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận. Chúc chương trình thành công tốt đẹp.